Mến chào tất cả quý vị và các bạn. Có lẽ ở đây không ít người trong các bạn sẽ thường xuyên gặp những cái cảm xúc giống như là bực bội, cáu bẳn, nhàm chán, rồi hay quạo lắm, kiểu vậy các bạn. Và có một cái tình trạng mà tôi để ý, tôi thấy rất nhiều người hiện nay đang có, đó là cái việc mà mình vui hết mình giống như hồi xưa, nó không còn nữa. Mình nhớ là cái thời mà mình mới vào đời hay là mình còn rất nhỏ đó, mình đã từng vui khủng khiếp, vui wow, vui yeah lên dữ dội. Nhưng mà càng ngày càng lúc mình lại cảm thấy là thì cũng có vui mà nó vui miếng rồi. Thậm chí là có thể vui lúc đó là bữa sau rồi nó không còn dư âm nhiều giống như hồi xưa nữa. Đó là những cái cảm giác mà để ý chúng ta sẽ thấy rất nhiều trong cuộc sống của chúng ta và kể cả những người xung quanh. Và tôi gọi cái tình trạng đó là cái tình trạng mất bình an. Không còn cái sự bình an, không còn cái sự hạnh phúc bên trong mình nữa. Và nếu mà đào sâu hơn nữa đó, chúng ta sẽ thấy là chúng ta sở dĩ bị cái tình trạng như vậy là vì chúng ta có một cái thói quen một cách rất vô tình mà cái thói quen đó nó hủy hoại khủng khiếp cái sự bình an trong lòng của mỗi chúng ta. Thế thì thói quen vô tình mà chúng ta mắc phải là cái gì? Bữa nay chúng ta sẽ đào sâu về cái chuyện đó, cùng với đó là những cái cách để giải quyết và lấy lại sự bình an cho bản thân mình. Rồi, alo bà con cô bác. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình về một cái lời khẩn cầu là làm ơn đừng hủy hoại bình an của bạn nữa. Và cái điều này rất có thể chỉ là một sự vô tình trong thói quen thôi. Nhưng mà cái sự hủy hoại của nó thì không thua kém bất kỳ một cái sự cố tình, một cái sự bướng bỉnh nào trong cái việc tự hại bản thân mình hết các bạn. Thế thì cái phần số 1 này tôi sẽ nói cái thói quen xấu đó là cái gì. Và đặc biệt là tôi sẽ dẫn giải ra những cái hậu quả của nó để các bạn ý thức hơn về nó. Mình phải ý thức thật là rõ ràng hậu quả của nó thì mình mới có thể thấy nó là một cái điều gì đó vấn đề để mà chúng ta nghiêm túc loại bỏ nó ra khỏi cuộc sống của mình. Ha, thế thì thói quen cướp đi bình an của các bạn là cái gì? Đó là tình trạng liên tục nạp thông tin vào đầu của mình. Các bạn để ý mà xem đúng không? Sáng dậy là các bạn đã nạp thông tin từ Facebook rồi, rồi từ báo chí, từ drama. Và hãy nhớ nha, ở đây chúng ta chưa nói tới thông tin tiêu cực hay là không tiêu cực nha. Chỉ riêng cái việc liên tục nạp thông tin vào đầu của mình thôi á, dù là ở dạng chữ, dạng audio hay là dạng video, thì nó cũng làm cho cái sự bình an của chúng ta bị hủy hoại rồi các bạn. Cái đầu của mình á, nó không bao giờ có cái giờ phút nào nó nghỉ ngơi. Thậm chí là từ sáng sớm cho tới tối khuya luôn. Không bao giờ nó được nghỉ ngơi các bạn. Nó cứ chạy liên tục. Và rất nhiều người mới 20 mấy tuổi là bị nhức đầu thường xuyên, bị mệt thường xuyên. Thậm chí là những cái nặng hơn, căng thẳng, lo âu, trầm cảm. Chưa bao giờ những cái việc này nó xảy ra nhiều như bây giờ. Thì chính cái việc mà các bạn nạp thông tin vào người mình quá nhiều á, nó là một cái nguyên nhân to bự đó các bạn. Và cái đó là cái hủy hoại bình an của các bạn á, chứ không có cái gì khác cả. Và nói có sách mách có chứng, Hiệp hội Tâm lý học của Mỹ á, đã cho biết là hơn một nửa người Mỹ, hơn một nửa dân số Mỹ đó các bạn, nói rằng tin tức nó gây ra căng thẳng, lo âu, trầm cảm, mệt mỏi và mất ngủ. Chỉ riêng cái tin tức mà mình nạp vào người thôi á, mà một nửa người Mỹ nói như vậy. Mà bây giờ tôi cũng không biết là người Việt Nam với người Mỹ ai online nhiều hơn. Nhưng mà chắc chắn đây là một cái tình trạng rất phổ biến các bạn. Rất phổ biến. Và cái việc á, mình kiểm tra tin tức liên tục, mình theo dõi mấy cái nguồn thông tin, những cái video, những cái bài viết, những cái bài báo, những cái âm thanh mình nghe liên tục á, thì cái việc này nó sẽ làm cho cơ thể của mình tiết ra liên tục những cái hormone căng thẳng. Và cái này nó tạo ra cái gì? Huyết áp cao, viêm khớp và thậm chí ảnh hưởng tới tim mạch nữa. Và từng cái tác hại mà tôi nói ra, các bạn thử nghĩ về bản thân các bạn xem đúng không? Các bạn căng thẳng rất nhiều, đúng không? Thậm chí là các bạn trút những căng thẳng đó lên ai? Lên người thân, bạn bè, gia đình, con cái, đúng không? Rất dễ quạo, ai đụng một cái là nổi khùng nổi điên lên liền. Rồi đi chơi thì sao? Đi chơi lẽ ra là một cái dịp vui vẻ, ngon lành, nhưng rất nhiều người đi chơi cũng vẫn không vui, vẫn cảm thấy nó cứ nhàn nhạt sao á. Cảm thấy cuộc đời này sao chẳng có cái gì mà gọi là bùng nổ để mình có thể thỏa mãn cả, nó cứ bình bình sao sao á, đúng không? Tình trạng đó là mất bình an đó các bạn. Ngẫm nghĩ lại xem, tôi quan sát rất nhiều người các bạn và tôi thấy những cái đặc tính là nóng giận, rồi nhạt nhẽo, không hết mình được nữa, dễ thay đổi cảm xúc, nó xảy ra thường xuyên các bạn. Và nãy giờ tôi nói là mới chỉ là những cái thông tin bình thường thôi nha. Những cái thông tin có thể cả tốt cả xấu mà các bạn nạp vào mình từ sáng sớm cho tới tối khuya, đôi khi chỉ là những cái status thôi. Nhưng mà đầu óc các bạn không bao giờ nghỉ ngơi mà nó đã tạo ra những cái hậu quả nãy giờ rồi á. Còn nếu mà các bạn tiếp nhận thông tin á, mà các bạn tiếp nhận thông tin tiêu cực, thông tin xấu, thông tin bịa đặt, thì cái hậu quả nó còn nhiều hơn nữa các bạn.
Và nghiên cứu người ta cũng đã chứng minh, ngay cả với những cái người mà có sức khỏe tâm thần tốt, tốt sẵn luôn nha, thì họ cũng rất dễ bị ảnh hưởng về tâm trạng khi mà họ xem những cái thông tin tiêu cực. Cái người mà mạnh về mặt đầu óc, mạnh về mặt tinh thần á, mà nạp riết mấy cái thông tin tiêu cực á, thì chính bản thân họ cũng thay đổi á. Họ biến thành những cái người mà dễ lo lắng và nỗi sợ, và cái sự bất lực nó sẽ tăng lên mỗi ngày. Không đùa đó các bạn. Và cũng có những cái nghiên cứu mà những cái người mà thường xuyên tiếp xúc với tin tức tiêu cực á, sẽ được chẩn đoán và họ sẽ mắc những cái chứng giống như là rối loạn sức khỏe tâm thần, rối loạn lo âu, rồi trầm cảm đủ thứ hết các bạn. Thành ra cái việc mà chúng ta ghiền khao khát thông tin nó đang dẫn tới rất nhiều những cái vấn đề về sức khỏe. Hậu quả thấy quá rõ rồi các bạn, hậu quả thấy quá rõ. Thiệt, có thể rất nhiều người trong các bạn đang nghe cái video này, chút tắt video thì các bạn sẽ lại đọc một bài báo nào đó, các bạn sẽ lướt Facebook, lướt TikTok. Nói chung các bạn sẽ liên tục nạp thông tin vào đầu mình. Nó khủng khiếp luôn các bạn, cho tới khi mà các bạn lả người đi. Và rất nhiều người trong các bạn có thể là sẽ nhận thông tin từ bây giờ cho tới đâu đó 2-3 giờ sáng luôn á. Cho tới khi các bạn kiệt sức, rồi các bạn mới đi ngủ thôi. Và ngày hôm sau sáng các bạn thức dậy, các bạn lại ôm cái điện thoại, các bạn nạp tiếp thông tin vào. Và các bạn chú ý cái đầu của các bạn xem nó có đang đau không, nó có đang khó chịu không. Không đùa đâu, đã đến lúc chúng ta thực sự nghiêm túc nhìn nhận về sức khỏe của mình, kể cả sức khỏe tinh thần lẫn sức khỏe thể chất. Nếu mà cứ hành cái đầu của mình mãi như thế này thì chính tay mình đốt bỏ, xé bỏ và hủy hoại cái bình an của mình đó các bạn. Và đến một giai đoạn rất là khó để chúng ta có thể vui vẻ và vui sống và bình an trở lại nếu ngay bây giờ chúng ta không làm gì hết ha. Đó là phần đầu. Bây giờ mình sẽ qua phần thứ hai. Tôi sẽ liệt kê ra các giải pháp thực tế dễ ứng dụng để các bạn có thể chống lại cái tình trạng này nha. Rồi, hello các bạn, chào mừng các bạn đã đến với cái phần 2 của cái bài kỳ này. Và đây sẽ là các giải pháp để chúng ta hoàn toàn có thể xử lý được một cái thói quen rất xấu là nạp thông tin liên tục từ đầu ngày cho tới tối khuya. Và nó lấy đi hết bình an, nó lấy đi hết cái sự vững vàng, cái sự bền bỉ và cái sự bình tĩnh của tâm thần của chúng ta. Ha, thế thì cái cách đầu tiên mà tôi sẽ nói tới là cái gì? Đó là hãy luyện tập cái phương pháp thời gian nhỏ. Thời gian nhỏ nhưng kết quả to, hiệu quả lớn. Thời gian nhỏ là sao? Mỗi ngày á, các bạn dành một cái khoảng thời gian mà hoàn toàn không nhận bất cứ một cái thông tin nào, không nhận bất cứ một cái bài báo, một cái video, một cái âm thanh nào cả, chỉ ngồi không thôi. Và các bạn yên tâm đi, cái này rất là dễ làm, tại vì tôi gọi nó là cái phương pháp thời gian nhỏ. Có nghĩa là các bạn chỉ đơn giản là dành ra 5 phút để tập thôi. Ok, bây giờ tôi dành ra 5 phút và tôi ngồi không thôi. Tôi có thể ngắm cảnh, tôi có thể hít không khí, tôi có thể ra ban công nhìn cái này cái nọ, cái gì cũng được. Chỉ duy nhất là tôi sẽ không nhận bất kỳ một cái tin tức nào ngay trong thời gian đó. À, hãy nhớ là tin tức ở đây là nói chung nha. Đôi khi một cái status của bạn bè của các bạn cũng có thể gọi đó là thông tin, cũng có thể gọi đó là tin tức. Có nghĩa là tất cả những cái gì, những cái thông tin nào bên ngoài á, mà các bạn tiếp thu á, dẹp hết. 5 phút thôi. Cái bài này nó hiệu quả ghê gớm lắm các bạn. Tại vì đây là cái cách mà các bạn lấy lại cái sự chủ động trong cuộc sống của các bạn từ những cái mốc 5 phút. Ngày hôm nay các bạn dành ra 5 phút không làm gì cả, không nhận bất kỳ thông tin nào cả, và cứ luyện tập từ từ, biết đâu đấy một tháng sau bạn nâng lên được nửa tiếng thì sao? Và nửa năm sau các bạn nâng lên được 3 tiếng thì sao? Và sau một năm các bạn nâng lên được 6 tiếng thì sao? Các bạn lấy lại được 6 tiếng bình an trong cuộc sống của các bạn. Điều đó có nghĩa là trí não của các bạn đã được hồi phục dần dần. Sự bình an trong các bạn đã được khôi phục dần dần. Chúng ta phải cố gắng thôi các bạn. Nếu không thì cuộc đời này chỉ đơn giản, chỉ còn những cái lời rên rỉ thôi. Và rất nhiều người đã rên rỉ rằng tại sao cuộc đời của họ không thể vui được. Tại vì sao? Tại vì trí óc, trí não, thời gian của các bạn đã hoàn toàn đầy ắp thông tin rồi. Nó chẳng còn trống một cái điều gì để nhét niềm vui vào cả. Mình cứ bắt cái đầu mình nó ăn thông tin, ăn mãi. Thì nó giống như là bạn tưởng tượng bây giờ cứ 5 phút bạn ăn miếng, 5 phút bạn ăn một cái bánh, 5 phút bạn ăn một cây kẹo, 5 phút bạn ăn một miếng thịt, 5 phút bạn ăn một chén cơm, 5 phút bạn ăn một cái thanh sô-cô-la. Thì bạn tưởng tượng nổi cái tuổi thọ của một cái người mà ăn kiểu đó không? Nhiều khi phải lấy những cái ví dụ về vật chất các bạn mới hiểu ra cái tác hại kinh khủng. Mặc dù ngay cả cái sức khỏe tinh thần của các bạn á, hậu quả bây giờ đã thấy rồi. Không còn cách nào khác, mình phải để ý thực sự. Và cái cách tuyệt vời là phương pháp thời gian nhỏ này. Có một cái câu rất nổi tiếng được cho là của golf thủ huyền thoại Gary Player đó. Thì ông nói là tôi càng luyện tập thì đời tôi nó càng may mắn. Dịch đại khái vậy các bạn. Tôi càng luyện tập nhiều thì tôi càng gặp may mắn. Đời tôi nó càng may mắn hơn. Thì trong cái tình huống này cũng vậy, tôi càng luyện tập nhiều thì đời tôi nó bình an hơn. Bình an nó quý lắm các bạn. Hạnh phúc nó quý lắm. Sự vui vẻ trọn vẹn nó quý lắm. Và nó đáng để chúng ta cố gắng các bạn. Ha, đó là cái cách đầu tiên.
Cách thứ hai là một cái cách tôi tạm gọi vui là mình tự thiết kế môi trường để tự thao túng tâm lý của mình. Cái con người của chúng ta đó, lúc nào nó cũng có ít nhất là hai phiên bản. Một phiên bản tốt và một phiên bản xấu. Khi mà tỉnh táo, khi mà nhiều năng lượng thì cái phiên bản tốt nó làm chủ. Nhưng mà khi ở trong cám dỗ thì cái phiên bản xấu nó lại trỗi dậy. Giống như là buổi tối các bạn rất là muốn và các bạn thề luôn, thậm chí là hứa quyết tâm luôn, sáng mai mình dậy, mình sẽ không tắt báo thức, mình sẽ dậy sớm, mình đọc sách, mình tập thể dục, mình nấu ăn, mình tắm rửa gì đó, đúng không? Đó là cái lúc mà một nửa tốt đẹp trong các bạn đang làm chủ. Nhưng mà tới ngày mai 6 giờ sáng thì các bạn lại lười, các bạn lại tắt báo thức, các bạn lại muốn ngủ tiếp. Thì đó là lúc mà cái thằng tốt á, nó hoàn toàn nó bị đá đít rồi. Chỉ còn mỗi thằng xấu kiểm soát cuộc chơi thôi, đúng không? Đấy, thì trong người của mình có ít nhất là hai mặt như vậy. Thì tôi nghĩ nha, nếu mà chúng ta thực sự mà thông thái á, thì chúng ta sẽ sử dụng thời gian mà cái thằng tốt á, nó vẫn còn đang mạnh. Và chúng ta cố gắng thiết kế ra một cái hoàn cảnh mà cái thằng xấu nó không thể nào nó chống lại được. À, thế thì đó là cái cách thứ hai mà tôi muốn mang tới cho các bạn. Đó là mình thiết kế ra một cái môi trường mà mình không thể nào đọc tin tức trong cái môi trường đó được. Không thể nào tiếp nhận tin tức trong cái trường hợp đó được. Và thế là mình sẽ có thật nhiều thời gian mình không thu nạp tin tức nữa. Đầu mình nó sẽ có nhiều khoảng trống, mình sẽ vui trở lại. Các bạn thử giùm tôi một cái. Chắc chắn cuộc sống của các bạn sẽ vui trở lại. Nếu các bạn loại bỏ được một quãng thời gian nào đó mà các bạn không tiếp nhận thông tin, không nhận thông tin, kể cả tin tốt, tin xấu, không nhận gì cả. Sự bình an sẽ quay trở lại với các bạn. Thế thì mình thiết kế cái môi trường mà mình không thể nào nạp tin tức bằng cách nào? Phải gọi là đỉnh nhất là các bạn đi bơi. Không có ai bơi vừa đọc báo được. Cũng không có thể nào cầm điện thoại xuống mà vừa bơi vừa đọc tin được. Bơi là bơi thôi. Bơi nửa tiếng có nghĩa là nửa tiếng không đọc tin, nửa tiếng không tiếp nhận bất kỳ một cái tin tức nào. Sự bình an trở lại. Bơi một tiếng thì sẽ không tiếp nhận thông tin một tiếng. Bơi là đỉnh cao rồi các bạn. Kể cả cho chấp các bạn đeo những cái tai nghe luôn á, thì các bạn cũng sợ hư tai nghe à. Tại vì rất nhiều cái tai nghe hiện tại đeo đi mưa thì ok. Nhưng mà lặn xuống nước và bơi trong đó thì rất có thể coi chừng nó hư đấy. Và bơi càng lâu thì nó càng dễ hư. Mà tôi đang nói tới những cái tai nghe rất đắt tiền nha. Đâm ra tôi cho rằng các bạn cũng rất khó để có thể vừa đeo tai nghe vừa nghe tin tức dưới dạng âm thanh khi mà bơi. Thế thì bơi là chân ái các bạn. Đó là một cái môi trường mà mình tự thiết kế cho bản thân mình đó. Đó, đơn giản thôi. Và trong cái hoàn cảnh đó bạn không thể nào đọc thông tin. Bạn không thể nào nghe thông tin được, đúng không? Hoặc là các bạn có thể đăng ký những cái lớp yoga hoặc là nhảy Zumba này đó. Vô phòng yoga thì đâu thể nào xài điện thoại được. Rất bình an. Bởi tôi nói tôi quỳ tôi lại, các bạn hãy đi học yoga là như vậy. Rồi các bạn sẽ ganh tị về cái sự hạnh phúc với những người tập yoga thường xuyên. Tôi nói thiệt, đời bạn tự nhiên bình an nó quay trở lại, không có chạy đi đâu hết. Hoặc là nhảy, những cái lớp nhảy Zumba ở mấy cái phòng gym đó các bạn. Vô đó bật nhạc sập xình lên nhảy. Lúc đó chỉ biết nhảy. Mà thấy bà nội luôn, nhưng nhảy. Niềm vui trở lại, cân bằng trở lại. Hạnh phúc vui vẻ nó không khó đâu các bạn. Chỉ là cứ mãi ngồi một chỗ và cầm điện thoại thì không bao giờ hạnh phúc được. Hãy làm một cái điều gì đó đi thật là nhỏ các bạn. Hạnh phúc thuộc về các bạn, đơn giản vậy thôi. Rồi chơi cầu lông, chơi tennis, những cái môn thể thao, đá banh, bóng chuyền đồ. Rất tuyệt vời. Chơi đi, để đầu của mình nó đừng có mấy cái thông tin tiêu cực, nó đừng có drama này nọ vô mệt lắm. Thiệt. Ha, đó là cái cách thứ hai, mình thiết kế một cái môi trường mà mình không thể nào có thể tiếp thu tin tức trong cái khoảng thời gian đó. Trong đó chân ái, số 1 là bơi, số 2 là yoga, số 3 là những cái môn nhảy. Ha. Rồi bây giờ sẽ là phần số 3. Giải pháp số 3 đó là hãy quy định thời gian để tiêu thụ tin tức một cách nghiêm túc. Tôi chưa bao giờ kêu các bạn hãy dừng đọc tin tức. Tại vì tin tức sẽ có tin tốt, tin xấu. Và đặc biệt là có những cái khía cạnh công việc. Ví dụ bản thân tôi, rõ ràng tôi cần phải cập nhật những cái thông tin về kinh tế này nọ. Vì nó sẽ rất là có lợi cho công việc của tôi. Tôi phải đọc thôi. Nhưng mà điều quan trọng là tôi sẽ quy định một cái khoảng thời gian để mình đọc tin tức. Thí dụ, từ 7 giờ cho tới 8 giờ chẳng hạn. Tùy mỗi người thôi. Hoặc cũng có người từ 8 tới 9 giờ. Hoặc có người từ 11 tới 12 giờ trưa. Đại khái vậy, thời gian nào cũng được. Và thời gian riêng để đọc tin tức, đọc hết mình cho tôi, đọc sâu sắc, đọc đã đời cho tôi. Nhưng chỉ đọc trong khung thời gian đó thôi, quy định rõ ràng. Còn khung thời gian khác làm việc khác, khung thời gian khác làm việc, khung thời gian khác chơi thể thao, khung thời gian khác làm những cái việc chăm sóc gia đình hoặc thậm chí đi xì ba muốn làm gì làm. Nhưng mà điều quan trọng là với tin tức, hãy cho nó một khoảng thời gian cố định trong ngày và chỉ dành cho nó trong thời gian đó thôi. Sắp xếp lại các bạn, thế thì mình vẫn có thể cập nhật được đầy đủ tin tức. Mình vẫn có thể chơi Facebook, vẫn có thể xem TikTok. Nhưng làm những cái việc đó trong một khoảng thời gian hoàn toàn có ý thức.
mình không bỏ nó nhưng mà mình sử dụng nó một cách tốt hơn thì nó quá có lợi cho các bạn chứ. Còn hơn là đang làm việc, lẽ ra nên tập trung cái này cái kia thì sao? Mở báo lên coi vừa làm việc. Mở TikTok lên xem vừa làm việc. Quả may là có những cái hôm mà deadline á, thì coi như là xoắn quá thì mới có thể tập trung làm trăm trăm thôi. Còn những cái khoảng thời gian mà kiểu như công việc chưa có nhiều, đảm bảo đại đa số là ngồi xào quần không à. Vừa làm, mà làm nhiều khi có 30% mà chat chít, xem tin tức, xem Facebook, xem TikTok là 70%. Thì như vậy cái sự nghiệp sao mà nó đi lên được? Tại vì phần lớn thời gian là giải trí, là tiêu thụ thông tin không là làm sao mà lên được. Và nó lại gây cái tác hại giống như cái tiêu đề của bài tôi nói các bạn á. Cái tác hại quá rõ ràng là lấy đi sự bình an của các bạn. Có thể tôi nói cái này các bạn không tin thì điều quan trọng là các bạn hãy tự quan sát bản thân mình xem các bạn có hạnh phúc không. Chỉ có cách đó thôi. Các bạn có thỏa mãn với cuộc sống của các bạn hiện tại không? Nếu không, hãy thay đổi. Đơn giản vậy thôi. Ha, đó là cách thứ ba. Quy định thời gian tiêu thụ tin tức một cách nghiêm túc. Ok các bạn, đây là cách thứ tư. Và cái cách thứ tư này nó hơi tâm thức xíu. Không có nói là tâm linh nhưng mà nó là tâm thức. Bản thân tôi á, có một phương pháp mà hình như đụng chuyện nào tôi cũng áp dụng hết. Đó là phương pháp suy niệm. Và cái phần suy niệm này nó rất quan trọng để mà chúng ta nhìn sâu, thật là sâu sắc về một vấn đề nào đó. Và khi các bạn nhìn một cái chuyện gì đó ở một cái góc nhìn sâu sắc và xem giống như là mình nghĩ nó tới đó luôn rồi đó, thì tự nhiên hành vi của mình sẽ thay đổi, quan điểm sống của mình sẽ thay đổi, nhân sinh quan của mình sẽ thay đổi. Đó là cái hay của suy niệm. Rất nhiều trường hợp mà chúng ta hàm hồ tại vì chúng ta chưa thực sự hiểu về một cái chuyện nào đó. Một khi mà chúng ta hiểu rồi, chúng ta sẽ không bao giờ cư xử như thế. Và làm sao để hiểu tới cái mức độ như vậy? Chỉ có suy niệm thôi. Suy niệm chỉ đơn giản là ngẫm nghĩ về một cái việc gì đó, một cái vấn đề nào đó. Ngẫm nghĩ tới, ngẫm nghĩ lui, ngẫm nghĩ hoài. Cho tới khi nào thấy được một cái sự việc nào đó mà trái tim mình nó rung động lên cái, nó bùm lên cái. Và mình tự nhủ với bản thân mình là ok, tôi hiểu rồi. Suy niệm là để làm như vậy. Thế thì cái phương pháp thứ tư này, tôi muốn hướng dẫn các bạn một cái bài suy niệm về tác hại của cái thói quen liên tục cập nhật thông tin. Thực ra ở đầu bài tôi cũng đã kể cái tác hại rồi, nhưng mà đó là tác hại tôi kể. Còn cái điều quan trọng là tác hại chính các bạn kể cho các bạn á. Các bạn chỉ chấp nhận những gì các bạn tự tạo ra dưới cái dạng suy nghĩ đó thôi. Chứ không ai có thể áp dụng được suy nghĩ trong vô đầu của các bạn đâu. Và quả may mà áp dụng được á, thì các bạn vài hôm các bạn cũng quên thôi. Chỉ có những gì các bạn tự suy nghĩ cho bản thân mình nó mới ở lại các bạn cả đời thôi. Thế thì hãy suy nghĩ về tác hại của cái thói quen này xem. Hãy bắt đầu bằng những câu hỏi rất đơn giản là tôi cảm thấy như thế nào? Hiện tại đời tôi nó như thế nào? Tôi có gặp cái tình trạng suy giảm tập trung không hay không? Tôi không thể nào tập trung nhiều được. Tại sao lại có sự không thể tập trung được? À, rất có thể là vì tôi cập nhật thông tin 24/24 á, nó gây ra cái tình trạng đó. Rồi tôi có bị kiệt quệ tinh thần không? Tôi có bị tình trạng giống như nãy tôi nói là không thể vui được như xưa nữa hay không? Tôi có hay vô tâm bỏ mặc mọi người không? Hoặc là tôi có thấy người khác vô tâm bỏ mặc tôi không? Tôi có hay bị tâm trạng hay không? À rồi, mình có thể mở cái điện thoại mình lên. Nó có cái phần mềm thống kê thời gian sử dụng. Coi thử coi, chà. Một ngày mình dành bao nhiêu thời gian để online nhỉ? Và rất nhiều người là 6 tiếng, 7 tiếng, 10 tiếng, 12 tiếng. Oh my gosh. Đây là những chuyện có thật đó. Và hãy chính mình xem. Chính mình kiểm tra những cái thông tin đó đi. Và suy niệm về tác hại của nó. Rất nhiều tác hại các bạn. Hay là một cái tình huống rất là mắc cười. Bạn có biết về scandal của một anh MC rất nổi tiếng bây giờ không? Có thể bạn trả lời là ok, tôi có biết. Nhưng mà nếu bạn suy niệm thêm một cái nữa xa hơn thì có thể bạn hơi rùng mình á. Má ơi, cái chuyện showbiz đó, mình biết rất rõ. Nhưng mà mình không hề biết người yêu của mình đang gặp khó khăn nơi công việc. Hoặc là cô ấy, anh ấy đang có một cái vấn đề về sức khỏe tinh thần chẳng hạn. Mình không biết, mình không feel được, mình không nhạy cảm được. Và cái điều tương tự với những người thân của mình cũng vậy. Mình chẳng biết gì về những vấn đề của họ cả. Nhưng mà cái vấn đề đối với một anh MC A, một ca sĩ B, một người diễn viên C thì mình biết hết. Rất có thể một cái cảm giác xấu hổ và đau đớn nó sẽ diễn ra trong đầu của các bạn á. Và nhiều khi cái sự đau đớn này nó rất là có lợi, tại vì nó sẽ làm cho các bạn quyết tâm áp dụng cách 1, cách 2, cách 3 nãy giờ tôi kể, để lấy lại thời gian rảnh, lấy lại cái khoảng thời gian mà đầu óc mình nó trống, và sử dụng cái sự bình thản, cái sự bình tĩnh nhờ cái sự trống trong tâm trí của mình để hướng sự chú ý tới những cái điều tốt đẹp hơn ha. Hãy nhớ nha, suy niệm về tác hại của cái thói quen thường xuyên nạp tin tức. Rồi, như vậy là các bạn đã vừa nghe qua xong cái bài kỳ này. Tôi rất là cố gắng để có thể giải thích mọi thứ thật là rõ ràng về tác hại của cái việc tiếp thu thông tin quá nhiều từ sáng sớm cho tới tối. Bao nhiêu cái tác hại tôi đã kể ra cho các bạn thấy, và thậm chí tôi tin rằng rất nhiều người trong các bạn
có những cái triệu chứng đó. Kèm theo đó là 4 cái giải pháp rất là chi tiết. Chẳng mong gì hơn, chỉ mong cuộc sống của các bạn sẽ tốt hơn. Các bạn để ý hơn, thương mình hơn. Thực ra những cái nội dung kiểu như thế này, nó sẽ không bao giờ là những cái nội dung mà người ta thích xem cả. Tại vì nó bắt người ta phải nhìn nhận cái vấn đề mà họ đang gặp phải. Và chẳng ai muốn thừa nhận mình sai, thừa nhận mình gặp vấn đề cả, cho tới khi mà tình trạng của mình nó nặng nặng rồi. Nên nhiều khi tôi cũng có một cái ước mơ các bạn. Giá như người ta có thể quan tâm tới sức khỏe tinh thần của họ nhiều hơn trước khi những cái chuyện nặng nề hơn xảy ra. Trước khi những cái tổn thương khắc sâu và nó lâu dài hơn. Thì một cái sự mà để ý sớm, thì tôi khẳng định với các bạn là cái sự hạnh phúc trong cuộc sống này nó không phải là quá khó đâu các bạn. Nó không hề xa vời, không hề viển vông. Nó chỉ viển vông với những cái người mà không làm gì cả ngoại trừ ôm điện thoại và để cái điện thoại đó nó điều khiển mình thôi. Hy vọng là cái bài này thực sự hữu ích và hữu hiệu với các bạn. Cảm ơn các bạn thật nhiều. Bây giờ thì xin chào các bạn và xin hẹn gặp lại vào tuần sau các bạn nha.